Lời nói đầu tiên cho Hận gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả cô chú, anh chị và cũng như quý vị mạnh thường quân trong và ngoài nước đang xem qua kênh YouTube Hội Thiện Nguyện VDS. Thưa cả nhà, hôm nay là ngày 17 của tháng 6 2022, cũng là nhằm ngày 19 tháng 5 âm lịch. Thấm thoát mới đó là đã gần nửa năm mà chưa có gì gọi là tiến triển cũng như là phát huy trong cái thời buổi kinh tế đang mới vừa trở lại sau trận dịch Covid 2019-2020. Thì hôm nay trong câu chuyện trên chiếc xe Hội Thiện Nguyện VDS, mình nhận được một sự hỗ trợ của gia đình gọi qua, thì tụi con sẽ hỗ trợ đưa cái ca bệnh này về từ bệnh viện Chợ Rẫy về, có nghĩa là chắc chợ gạo Tiền Giang. Thì nói chung thì cũng chưa nắm rõ về cái lý lịch thì cũng như cái câu chuyện, thì con xin mời cả nhà hãy theo dõi cái câu chuyện cũng như cái lộ trình trong buổi chiều ngày hôm nay cùng anh em con và em Bạch Giới. Hello cả nhà, thì cả nhà đồng hành giùm con với thầy ba thuốc chuột về chợ gạo cả nhà. Thầy ba thuốc chuột phải chịu ha. Dạ rồi, thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì thời tiết nó cũng khá là mát mẻ, do phía trước mặt cô chú anh chị cũng là trời đang chuyển mưa, thì thôi con cũng không làm mất thời gian, con mời cả nhà theo dõi cái lộ trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Rồi bây giờ thì tụi con cũng đã tới bệnh viện Chợ Rẫy, trên tay có giấy điều lệnh mới được vào. Chị đó đâu rồi chị ơi? Chị ơi, chị ơi, chị đâu rồi? Chắc chị áo đỏ này đúng không? Rồi bây giờ thì tụi con cũng đã đến rồi. Bây giờ bây giờ tụi con cũng đã đón được bệnh nhân, thì chưa có trao đổi nào những cái gì, thì bây giờ trời cũng mưa rồi, để con tranh thủ về rồi sẽ trao đổi với người nhà hỏi thăm sức khỏe như thế nào. Rồi, trời đã mưa rồi cô chú ơi. Chú cần hỏi về ở chỗ nào đi chú? Bây giờ á mình về ngay chỗ vô chợ Bến Tre này, đồng đi ngay, ngay chỗ xã Lương, ngay đó là sân bóng đá Thiện Nhân. Là xã huyện gì chị? Xã Lương Hòa Lạc. Lương Hòa Lạc. Lương Hòa Lạc, huyện. Chợ Gạo. Chợ Gạo hả? Ấp Lương Phú B. Ấp Lương Phú B. Cái đó gần chỗ nào để con sạch bản đồ đi cho nó dễ? Đó ngay chỗ Kinh Nổi đó, chạy ngay vô ngã tư Lương Phú. Chạy thẳng vô đường bên chợ Bến Tranh tới đường Kinh Nổi là tới rồi đó. Dạ. Yeah. Chạy thẳng đường luôn à. Dạ. Yeah. Người nhà mình có ai xe xe không chú? Không anh. Hơi quen không mộng. Dạ. Tối thui tôi quen mộng. Dạ thì thôi thì con sẽ tranh thủ đưa về, tại trời mưa rồi. Dạ. Để cái cửa được không? Con mở máy lạnh á. Thôi, bây giờ anh em con sẽ lên đường thôi. Dạ sao
một thời gian di chuyển thì hiện tại tụi con cũng đã tới Tiền Giang. Đường vô cũng tương đối nhỏ, vừa xe đi. Đây là cái đường vô. Đó bên trái đúng không chú? Sau quá trình di chuyển thì hiện tại tụi con cũng đã tới địa phương. Đường vô cũng nhỏ. Giờ em Thảo đang chuẩn bị đẩy xuống. Mình lấy đồ hết nha chị. Con xe bị nguội á. Hết tiền về xe rồi. Cô khỏe chưa? Ổn rồi ha. Rồi tụi con ở Sài Gòn thì cô cũng biết rồi, tụi con đưa cô về nhà. Giờ về nhà ăn còn rồi cô nghỉ nha. Cảm ơn tụi con. Dạ. Có cái giò không mà hầm biết bao nhiêu tiền. Dạ. Hôm nay bớt cái đầu. Mới cảm giác nào không biết đau chứ. Không biết đau đó gì hết. Đâu còn cảm giác gì đâu. Giờ về phải rước bác sĩ, rước y tá tới rửa. Yeah. Không cho nhiễm trùng, nếu mà nhiễm trùng lên lần nữa là nước cưa liền luôn. Ông nói vậy đó. Ông nói là phải giữ cho đừng nhiễm trùng. Sao cho kỹ lưỡng, ăn đồ vô giữ nó là cho mau lành. Mà 6 tháng là yeah. 6 tháng mới cho ông xuống đó. Đó đèn. Rồi cô nằm ở trên bệnh viện lâu chưa cô? 20 ngày rồi con. 20 ngày ha. Có sổ hộ nghèo mà nó không bớt nhiều tiền. Tốn chi phí nhiều không con? Nhiều. Yeah. Mấy chục. Yeah. Cái chân cô là bác sĩ khám sao cô biết không? Bị ngoại tử. Lúc đầu nguyên do làm sao con? Ngâm nước muối á. Rồi cái nó bị phồng lên. Cái chân này uống thuốc hết, còn chân này nó không hết. Dạ, yeah, cái chân này cô cũng bị nè. Nhưng mà uống thuốc nó hết đó. Nó đỡ, còn bên này nó xì tùm lum tà la hết trơn.
cắt hết ba ngón bỏ luôn. Dạ. Còn có hai ngón. Dạ. Bây giờ bác sĩ ổng nói là về ráng chăm sóc chứ. Nếu mà không chăm sóc đừng có để cho nó bị gì hết á. Dạ. Ráng ăn uống đồ vô mà cô ăn thì không nổi. Cô ăn nó không biết ngon mà ăn cũng không nổi. Thôi cố gắng bác sĩ nghe lời khuyên của bác sĩ đó. Cô ăn uống nhiều vô. Đúng vậy. Dạ. Ví dụ như mình ăn một lần nhiều không được thì mình ăn ít. Ăn nhiều lần. Ăn nhiều lần. Dạ. Ăn lần ít ít rồi ăn nhiều lần. Dạ. Cái tay cô là như nó cũng bị hay sao nè? Cái tay thì con đó mà nên trả nó riêng nước biển á. Ngồi lên. Ngồi bên này nó xẹp nè. Rồi thì thôi con cũng đưa cô về tới nhà ha. Rồi, cảm ơn con nhiều. Dạ. Rồi, cảm ơn con nhiều lắm. Dạ. Xe tụi con đi thì cô không có tốn tiền, cô yên tâm. Rồi, bởi vậy cô mới mừng. Dạ. Nhiêu tiền hộ nghèo mà nè, trong bệnh viện nó không có bớt được nhiêu hết á. Dạ. Chiếc này nó không bớt được nhiêu hết á. Nó cũng có phải bảo hiểm, mình phải đóng bao nhiêu phần trăm á. À. Dạ. Khi sao đi sáng thì trên bệnh viện là một phát á. Không có bảo hiểm. Em xin lỗi nha, vì em là tài xế của hội. Thì em xin phép chị có thể trao đổi với em một tiếng. Và đồng thời em có thể chia sẻ cái video này lên trên cộng đồng mạng ha. Tại vì chuyến xe của em là chuyến xe không đồng của tất cả cô chú anh chị cùng chung tay á. Thì tụi em có chia sẻ lên. Thì chị có thể chị cho em biết tên của chị cũng như là địa chỉ mình đang ở và sinh sống á. Mình tên là Phạm Thị Phương Anh. Dạ. Hiện thì bây giờ không có ở đây với mẹ, mình ở ngoài Mỹ Tho. Dạ. Chứ tại chạy tới chạy lui thôi. Dạ. Rồi giờ chị Phương Anh bữa giờ là một mình chị, một tay chị nuôi mẹ ở thì Sài Gòn hả chị? Dạ đúng rồi. Rồi trong cái quá trình mà nuôi mẹ ở bệnh viện á, thì chị có gặp cái vấn đề gì khó khăn có thể chia sẻ không? Nói chung thì về khó khăn thì cái vấn đề là tiền bạc. Tại vì khi đi thì cũng nhờ ở đây nè, với lại nhờ của chú Bảy. Chú Bảy đi thì chú Bảy quyên góp. Rồi kêu bên thiện nguyện quyên góp thêm một phần nữa. Rồi cô ở đây là ai ai ở với cô? Chỉ có mình cha mẹ ở. Cha mẹ. Dạ. Em xin lỗi nha, em cho em hỏi cái một người mấy anh chị em. Chỉ có mình chỉ với thằng nãy thôi. Dạ. Có hai đứa là nó cũng ở riêng. Dạ. Nói chung là hai anh chị em. Dạ. Nhưng mà nói chung là cũng có gia đình tư riêng hết rồi. Dạ. Dạ. Thì ở đây là chú với cô ở đây. Dạ. Thì trong cái thời gian cô bệnh thì chị lên Sài Gòn thì hỗ trợ chị nuôi. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ hôm nay á thì em cũng nói chung là cũng xuất viện rồi. Thì em cũng thay mặt tất cả quý vị mạnh thường quân cũng như quý vị khán giả đang xem qua kênh hội trường BDS. Thì em gửi lời chúc tốt đẹp tới gia đình mình. Dạ. Cầu cho gia đình mình thật nhiều sức khỏe nha chị nha. Dạ. Ở đây cũng gửi lời cảm ơn bên hội thiện nguyện bên đây nhiều lắm nha. Rồi chị cho em hỏi cơ duyên rồi chị biết tới hội thiện nguyện bên em. Tại vì em đi qua bên chùa Ân gặp anh Tám Sang rồi bạn. Qua chùa Ân ha, có qua có biết trên kênh YouTube. Cái gì là trên YouTube nữa. Dạ. Thì tình hình qua gặp mới thấy sao nói ủa sư sao nói chuyện sư Hồng á. Dạ. Sau này sao giống anh Tám Sang, sư Hồng nói đúng rồi. Tại vì lúc đó anh về thấy hình như là cái đoàn xe của anh Tám Sang nó cũng một hai chiếc gì đó. Dạ. Rồi thì
Chị em Thảo nó làm cái giấy thì chị có thể xác nhận cho mình em. Tại cái giấy này là cái giấy đi lệnh xe cũng như là cái chi phí về cái là quy bên em á. Em xin cái tờ giấy photo này nha, giấy chứng nhận hộ nghèo của mình nè. Bản gốc em gửi lời gia đình, còn cái photo em xin một bản nha. Dạ, đây mình ký lên như đây giùm em nha. À thì thưa tất cả quý vị khán giả cũng như quý vị mạnh thường quân, trong những ngày vừa qua có nhiều cái hoàn cảnh đó xin hỗ trợ về cái chuyến xe cộng đồng thì dạ xin thưa ở đây là bên hội thiện nguyện PDS chung tay về cộng đồng, tiền của tất cả quý vị mạnh thường quân đã quyên góp vô chung chuyến xe thì giúp những cái hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh nghèo thì như thế nào là nghèo và khó khăn thì để chứng minh được là có cái giấy chứng nhận sổ hộ nghèo hoặc là sổ cận nghèo, ít ra cũng có giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan chính quyền địa phương rồi có thẩm quyền để cấp chứng minh là được cái hoàn cảnh đó khó khăn. Thì cho một số bà con thì xin hỗ trợ, xin hỗ trợ thì không có đáp ứng được cái giấy tờ đó thì tụi con cũng xin phép từ chối những cái ca đó, thì mong tất cả hãy cùng lòng quan hỷ bỏ qua trong cái thời gian vừa qua. Rồi làm giấy để quay lại con. Rồi cô hạ thấp thấp xuống ngay cái chân nó dễ thở cô. Nằm ngay lại á. Dạ đó cô thẳng cái chân ra. Đó rồi hai ông bà hữu hỷ vậy ha. Chú bữa giờ chú có ở chảnh không hay là chú chạy, mới lên? Chạy lên chạy xuống. Chú chạy lên chạy xuống hả? Rồi chạy về đi mừng. Dạ. Chú đi làm ở đây chú làm gì chính chú? Đi mừng hồ. Dạ. Mừng hồ á. Mừng ở trong công ty, đâu mà kêu đâu đi đó. Dạ. Chú cũng đi làm hồ, nói chung cũng trang trải để cuộc sống. Như thuốc men gì đó. Yeah. Đồ ăn đồ uống gì đó chứ không có được như mấy đứa nhỏ. Dạ. Yeah. Giờ lớn tuổi rồi. Chú nay chắc 70 6 mấy hả? 69 yeah. Sinh năm 4. Dạ, yeah, chú cũng lớn tuổi rồi. Rồi. Ơi. Cô cố gắng ăn uống vô nha cô nha. Dạ. Ăn hàng ráng uống nha. Dạ. Rồi gắng ăn gắng nuốt vô, mau khỏe à. Thuốc men rồi vô. Nó mau à. Dạ. Cần là cần cái ăn cái bác sĩ này vậy đó. Dạ đúng rồi. Cô có sức có đề kháng nó mới mau hết. Uống thuốc rồi vô. Giống như con cũng nói với cô vậy đó, chia sẻ vậy đó. Dạ. Ăn một lần không được nhiều. Mình chia ra nhiều lần để mình ăn. Ít gì đó. Ăn. Mau lại sức. Ăn đồ ăn cho nhiều. Dạ. Bác sĩ dặn. Dạ. Chứ bị tiểu đường đâu có ăn cơm đâu. Dạ. Nói chung thì rau củ rồi đó. Ăn được nhiều thêm. Rồi thì giờ em cũng đưa cô về tới nhà rồi. Rồi em cũng xin phép gia đình nha. Dạ. Rồi em tranh thủ em về lại Sài Gòn. Dạ. Ừ. Em cảm ơn bên anh nhiều lắm nha. Dạ. Dạ. Rồi, cô nói cho sức khỏe nha cô. Ừ. Rồi, cô ăn uống vô, giữ gìn sức khỏe nha, con về nha. Cảm ơn mấy con nha. Dạ. Rồi, con xin phép, con chào chú, con về nha chú. Cảm ơn con. Dạ. Đây là chú phụ huynh này. Dạ, được, được. Dạ. Dạ, rồi thì cuối cùng hai anh em con cũng đã hỗ trợ xong. Rồi... hiện tại thì tụi con đang quay về Sài Gòn thì trời cũng đang mưa lâm râm thì nói chung cũng ướt áo. Thảo sớm giờ chưa chào quý vị khán giả là Thảo chào đi nè. Hello, chào quý khán giả. Thì từ đó giờ lúc đầu thì con cũng lo chạy xe rồi Sài Gòn cũng lâu, giờ đó cũng giờ cao điểm cả nhà, ngày đông xe xíu tập trung chạy xe. Giờ mới có thả được bệnh nhân xuống rồi. Giờ mới có thời gian để chào quý vị khán giả nha. Chào quý vị khán giả nè. Bây giờ là
lâm cái áo. Bữa này có cây trầm leo nữa em. Trời bữa lâm ngâm có cây trầm leo. À dạ rồi. Thì cuối cùng con cũng đã hỗ trợ như ban đầu con đã nói với con chờ cô chú với chị về nhà một cách an toàn. Thì qua đây thì con cũng một lần nữa thay mặt cho hội trưởng hội thiện nguyện BDS đó là chú Tấm Sang và toàn thể anh em hội thiện nguyện BDS cũng như quý mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng với tất cả quý vị khán giả gửi lời chúc tốt đẹp tới gia đình. Thì cầu cho mọi điều vạn sự như ý. Qua đây thì cũng sắp khép lại cái video. Thì con cầu mong cho tất cả quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, luôn đồng hành cùng Hội Thiện Nguyện BDS trên những cái kênh YouTube Hội Thiện Nguyện BDS là những kênh hoàn cảnh nó khác nhau, nhưng mà sang lại cái sự buồn, sự ra đi cũng như là sự mất mát về những cái hoàn cảnh mà được Hội Thiện Nguyện BDS hỗ trợ. Thì có cái kênh YouTube đó là Tám Sang Nhiệt Chuyện. Thì kênh YouTube nó mang lại những cái anh em quán ơn vào những cái nhân vật hài hước, trò vui nhộn để mang lại cái niềm vui và tiếng cười cho quý vị khán giả sau những cái giây phút làm việc mệt mỏi. Thì rất mong tất cả hãy đăng ký kênh và cũng như chia sẻ sự hài lòng của tất cả quý vị khán giả là niềm vinh hạnh, là niềm động lực lớn cho tất cả anh em cũng như niềm vinh hạnh cho bà con nghèo, bà con có hoàn cảnh khó khăn. Đây, một lần nữa thì Hận cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những video tiếp theo, những câu chuyện hoàn cảnh phía sau. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Mở con mắt lên chào quý vị khán giả coi. Thấy được chứ, tại mưa quá. Mưa quá hả? Rồi, hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị nha. Cả nhà nhớ yêu thương thì trong cái Tết Trung Thu bên hội có bán bánh Trung Thu. Thì mong rằng tất cả mình hãy ủng hộ để kiếm được cái đồng tiền góp vào quỹ chuyến xe cứu thương, rồi những cái quỹ bà con nghèo. Cảm ơn tất cả. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.